thơ lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua sự đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ ở nhưng sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa, nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá. Lỡ một lần say từ nay xin chối từ. Được thư lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua sự đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ nhưng sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa, nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm gì. Trong cuộc đời ngoài còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá. Lỡ một lần say từ nay xin chối từ. Lần này buồn lắm em ơi, nhưng chẳng qua sự đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ nhưng sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều, ngày cưới xe hoa, nhưng người ta phụ quen nhau làm chi, thương đau chuộc lấy, chấp nhận từ đây tình. Ông Nguyễn Văn Cư tới Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để xem xét giải quyết. Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của bà Phan Thị Điền, sinh năm 1942, ở xóm Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An khiếu nại. Thân sinh của bà là cụ Phan Đăng Tịch, sinh năm 1914. Cụ Phan Đăng Tịch nhập ngũ tháng 2 năm 1950. Tháng 4 năm 1954, trong lúc tham gia chiến đấu tại mặt trận Điện Biên Phủ, cụ Phan Đăng Tịch hy sinh.
Tháng 7 năm 1954, gia đình nhận được giấy báo tử bằng Tổ quốc ghi công và các di vật của liệt sĩ. Chính quyền địa phương đã tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ Phan Đăng Tịch trang nghiêm, chu đáo. Từ đó, gia đình bà Điền được hưởng đầy đủ các chế độ đối với thân nhân của liệt sĩ. Đến tháng 11 năm 1976, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Yên Thành cắt chế độ liệt sĩ của gia đình bà Điền, nhưng không có lý do cắt chế độ, không có quyết định ngừng hưởng chế độ. Suốt 42 năm qua, gia đình bà Điền đã làm đơn đề nghị phục hồi danh hiệu liệt sĩ và các chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Phan Đăng Tịch. Không phải là mình đã hết hẳn tình cảm với họ, mà vì một lý do gì đó là chúng tôi chia tay nhau. Khi mà bọn em gặp lại nhau vì thì ban ngày nó cũng sáng có quá. Một cái gì đó nó không phải là ngoài. Hết hẳn tình với sáng nhau quá, nhưng là nhìn nó không rõ. Gõ lên công cụ tìm nó kiếm Google cụm từ tan nát sắt. Bay chữ nào. Nhưng em là ai, chỉ ở bên trong không bao giờ lo bị bay chữ.